Apple lên tiếng trong vụ kiện đòi 1 tỷ đô la Mỹ của nạn nhân bắt nhầm. Ausman ba, 18 tuổi, kể lại rằng cậu bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ khi đang ở tại nhà riêng của mình tại New York vào tháng 11 năm 2018 và bị buộc tội đánh cắp hàng loạt cửa hàng Apple Store. Lệnh bắt giữ đi kèm một tấm ảnh mà theo ba là không phải anh. Theo ba, rất có thể hệ thống nhận diện khuôn mặt tại các cửa hàng Apple Store đã nhầm lẫn trong việc phân tích khuôn mặt của tên trộm, chớ trêu là kết quả hình ảnh chụp của tên trộm chẳng hề giống cậu chút nào. Sự nhầm lẫn tai hại này đang khiến Apple đối mặt với vụ kiện buộc hãng phải trả 1 tỷ USD. Apple cũng bị chỉ trích mạnh mẽ vì sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong các cửa hàng của mình. Tuy nhiên, Apple đã lên tiếng phủ nhận công nghệ nhận diện khuôn mặt để theo dõi người dùng. Theo đơn kiện của Ausman Bar, thanh tra John Reinhold của Sở Cảnh sát New York, NIPD, ban đầu nhận thấy ba không giống tí nào với nghi phạm được theo dõi trong video của cửa hàng Apple Store ở Manhattan. Trong đơn kiện, Vị tranh trà này sau đó có giải thích rằng công nghệ an ninh của Apple xác định nghi phạm bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Sau khi Apple lên tiếng phủ nhận sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong cửa hàng, thanh tra Reinhold đã trả lời qua điện thoại rằng thực tế Apple không sử dụng công nghệ trên nhưng ông khẳng định những phát ngôn của ông ấy trong đơn kiện là hoàn toàn chính xác. Một yếu tố khá quan trọng trong diễn biến vụ việc này đó chính là khi bị đơn thứ hai là công ty an ninh Security Industry Specialist, SCS lên tiếng giải thích rằng công ty này đã sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để phân tích đoạn video quay từ camera an ninh và có thể đó là những camera bên ngoài cửa hàng của Apple. Đơn kiện của bà cho biết cảnh sát đã xuất hiện tại chỗ ở của mình với bản báo cáo từ công ty SCS bắt quả tang anh là người ăn trộm cây viết Apple Pencils trong cửa hàng Apple Store ở Boston. Bà đã phủ nhận mình là người trong ảnh và cũng không hề thực hiện vụ trộm ở Boston vì tại thời điểm đó anh đang dự lễ tốt nghiệp ở thành phố Manhattan. Ba cho rằng tên trộm đã ăn trộm thông tin trên thẻ học sinh đã bị mất của anh. Đơn kiện của ba nhằm yêu cầu một lệnh trừng phạt 1 tỷ đô la Mỹ đối với Apple và công ty SCS vì đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của anh khi bắt nhầm người vào lúc 4 giờ sáng. Hành động này cũng khiến ba phải nghỉ học và nhỡ buổi kiểm tra giữa kỳ, gây ảnh hưởng tới việc lên lớp của anh. Luật sư của ba, ông Sabhan Tarik cũng cho biết, vì sự sơ suất của Apple, thân chủ của tôi bị kết tội ở nhiều bang trên nước Mỹ. Cậu chưa từng có bất kỳ rắc rối nào với luật pháp cả, vì Apple mà thân chủ của tôi đã phải chịu hậu quả tồi tệ, vụ bắt giữ khiến cậu xấu hổ và vô cùng lo sợ. Tôi đã bị buộc phải đối mặt với nhiều cáo buộc BUOC pháp lý dẫn tới căng thẳng, mệt mỏi, phiền toái, ba trả lời trong một cuộc phỏng vấn, ba quyết tâm kiện Apple với số tiền lên tới 1 tỷ đô la Mỹ vì những sai lầm khiến cậu rơi vào vòng lao lý. Phôi Linh